Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 50 cái token UBA. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter này. Và mọi người sẽ bấm chọn theo dõi nhé, chọn follow và quay trở lại. Rồi nhiệm vụ tiếp theo nó yêu cầu mọi người tạo một cái tài khoản UBA Finance. Rồi thì với cái việc là tạo tài khoản UBA này thì những ai chưa có tài khoản thì mọi người bấm vào sign up để thiết lập tài khoản nhé. Nó đơn giản thôi. Bởi vì là mình có rồi nên mình sẽ login luôn. Đó. Ở đây thì mình sẽ login luôn vào tài khoản. Thì cái đồng UBA này ngày xưa mình trước đây mình đã có hướng dẫn mọi người cái cách tải về cái đồng UBA và khai thác cái đồng UBA này rồi. Đó, thì mọi người sau khi mà thiết lập xong cái tài khoản này thì mọi người sẽ quay trở lại bot cho mình này. Sau khi thiết lập xong nhé, thì mọi người muốn đào cái đồng UBA này, mọi người sẽ bấm vào cái chữ My UBA này cho mình và tích chọn vào ô vuông này. Đó, sau đó bấm Got It thì nó sẽ đào. Và mọi người nhớ là cái này là phải treo máy. Đó. Rồi ok, thì bây giờ sẽ quay trở lại bot. Tiếp tục join vào kênh liên kết này. Rồi, mọi người sẽ bấm chọn theo dõi ở đây và quay trở lại bot. Sau đó retweet lại bài đăng của nó. Mọi người sẽ chọn like này. Sau đó chọn trích dẫn và test cái tên của nó vào. Rồi chọn tweet lại này. Rồi tiếp theo mọi người quay trở lại bot. Join tiếp vào kênh YouTube nhé. Ai chưa join thì sẽ join vào hai kênh này, hai kênh liên kết của nó. Còn mình sẽ join vào, bởi vì cái này là mình đã join rồi nên mình sẽ bỏ qua và sẽ join tiếp vào hai nhóm dưới cùng này. Rồi chọn join này, quay trở lại join vào group này. Join này. Sau đó bấm chọn click here này. Rồi ok, quay trở lại và bấm chọn check. Tiếp theo bấm chọn join airdrop. Chọn submit. Rồi chọn don. Và nhập profiling Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ email mà mọi người đăng ký cái UBA nhé. Và tiếp theo thì mọi người sẽ nhập cái UID để nó sẽ gửi cho mọi người cái NFT và cái UID của UBA này. Thì đây thì mọi người sẽ dán cái UID của cái sàn Binance vào cho mình nhé. Sau đó mọi người bấm chọn đôn này và nhập cái đường link ở retweet ở trong cái kênh liên kết nhé. Mọi người sẽ quay trở về Twitter cho mình. Rồi mọi người bấm chọn ảnh đại diện, sau đó chọn mục hồ sơ, chọn tweet và trả lời. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn chia sẻ này và sao chép cái đường link retweet, quay trở lại dán nó vào. Ok, sau đó thì mọi người sẽ chia sẻ cái video gần nhất của nó nhé. Chọn đăng tweet và sau đó quay trở về trang chính của YouTube, chọn kênh của bạn. Mọi người sao chép cái đường dẫn đến kênh YouTube, quay trở lại bot.
và dán nó vào. Rồi, sau đó chọn pen lên. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.